seafood, cá, tôm, mực. Tôm ăn xong rồi. Mày mua tất cả chưa? Dạ mua rồi. Mua rồi mày học có nói ai ngợn tương không? Tao có tính giảm hả? Dạ hồi nãy tao có nói rồi. Nó để vô bếp. Này bánh, cái này đồ ngọt, đồ tráng miệng. Chân. Chè. Sa, chè. Rau câu. Flan. Chuối. Thanh long, củ cao. Củ hành chiên. Khoai. Đồ này đâu? Năng lượng nè. Có nè không? Tôi có một miếng ăn ngoài tay tôi nghĩ chẳng biết cái trơn. Bây giờ tôi đang hút bừng, tôi đang có bàn đi lên. Do nồi tiết mình nó gây ra. Này nướng. Trời nóng mình ngủ còn được chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.